Welcome to English A Mom. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chuỗi bài giảng miễn phí của English A Mom. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài cuối cùng của lớp 3. Ok. Unit 15, our holiday. Unit 15, our holiday. Nghĩ đến holiday thì chúng ta sẽ có những cái vật dụng như thế nào nhỉ? Khi mà bọn con đi nghỉ này, đi có những cái kỳ nghỉ thì bọn con sẽ sử dụng những cái vật dụng như thế nào. Ok, let's see. The first one, we have suitcase. Không thể thiếu được cái thứ đựng đồ của bọn con đúng không? Suitcase. Bọn con sẽ cho hết vào cái vật dụng này. Suitcase. 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 Ok. I have a brown suitcase. I have a brown suitcase. Tôi có một cái túi đựng đồ màu nâu. Brown suitcase. Number two. Cái này thì các bạn gái hoặc là các mẹ, các chị cũng rất sợ khi mà khi ra ngoài không có cái này. Sun cream. Sun cream. Sun cream. Jenny is going to put sun cream on. Jenny is going to put sun cream on. Jenny thì chuẩn bị là bôi kem chống nắng lên người đấy. Ok, thoa kem chống nắng. Right. Next one, một vật dụng này chúng ta sẽ dùng khi mà tắm xong. Ok, towel. 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 Bọn con chú ý uốn lưỡi ở cuối từ nhé. Towel. We bring a towel when going to the beach. We bring a towel when going to the beach. Khi mà từ dưới nước lên thì sẽ rất là lạnh đúng không? Mà chúng ta sẽ phải sử dụng khăn lau người đấy. Next one, chúng ta có soap. 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 Bọn con biết hãng soap Lifebuoy không? Rất là phổ thông, bọn con rất là phổ thông đối với bọn con đúng không? Ai cũng biết. Mom is going to buy a soap tomorrow. Mom is going to buy soap tomorrow. Ngày mai mẹ mới đi mua bánh xà phòng cơ. Hôm nay hết rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với từ shampoo. 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 Ok. The shampoo is free here. The shampoo is free here. Khi mà bọn con đi nghỉ và bọn con đặt phòng khách sạn thì thường ở đó họ sẽ miễn phí cho con dầu gội và sữa tắm. Shampoo is free và họ sẽ có sẵn bọn con luôn. Ok, next one. Chúng ta có hairbrush. Hairbrush. Hairbrush, cái lược. Khi mà mình tắm xong hay là mình đi dưới biển lên, mình tắm rửa và mình cũng sẽ cần chải lại tóc của mình đúng không? Hairbrush. Hairbrush. Bọn con cũng chú ý ending sound sh ở phía cuối của từ hairbrush nhé. Next one, chúng ta có một cặp cái này không thể tách rời nhau luôn. Đó là toothbrush. 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 Và toothpaste. Toothpaste. The hotel has toothbrush. The hotel has toothbrush. Ở khách sạn thì có bàn chải rồi, không phải mua thêm bàn chải đâu. Ok. Hoặc là nếu bọn con cảm thấy sử dụng cái bàn chải ở khách sạn không thoải mái, bọn con có thể đem theo bàn chải riêng của bọn con. Ok, để cho nó phù hợp. Next one, chúng ta có toothpaste. Toothpaste. Bọn con hay thấy copy và paste đúng không? Ở đây toothpaste là kem đánh răng. Kem đánh răng hay quệt ra bàn chải đánh răng đúng không? Toothpaste. I bring my old toothpaste. I bring my old toothpaste. Không thích cái loại kem đánh răng ở khách sạn đâu, thế nên là mình cũng sẽ mang theo một cái loại kem đánh răng của riêng mình. Ok. Rồi, vậy là đây, trên đây là các cái từ vựng về cái chủ đề our holiday today. So, vậy thì chúng ta sẽ luyện tập các cái từ này và ghi lại các cái từ này vào vở của mình nhé các bạn nhé. Và nếu mà các bạn muốn xem thêm các cái bài giảng, học được thêm các kiến thức miễn phí chuẩn theo sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các bạn hãy click vào trang web của englishamom.com nhé. Còn bây giờ thì cô xin chào các bạn. Bye bye!